Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở bám sát chương trình kế hoạch của Bộ Tư pháp và chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các nhiệm vụ về công tác tư pháp được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Trong công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã nghiên cứu tham gia ý kiến vào 83 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, thẩm định 46 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng, chứng thực trên 140.000 việc, tăng hơn 50.000 việc so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, việc quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được duy trì thực hiện thường xuyên, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đi vào nền nếp, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân. Việc tư vấn giải quyết đối với các vụ việc phức tạp được thực hiện kịp thời, chất lượng, góp phần hoàn thành bước đầu các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2 sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, các cấp hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra và đạt được kết quả tích cực. Tổng giá trị các hoạt động của các cấp hội đạt trên 28.000 tỷ đồng, công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo được chú trọng thực hiện, kịp thời hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn trong và ngoài tỉnh. Các cấp hội Chữ thập đỏ đã trao tặng hơn 34.000 suất quà Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, dioxin, tổng giá trị hơn 20,7 tỷ đồng, tổ chức bàn giao 7 nhà Chữ thập đỏ trị giá 440 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp hội Chữ thập đỏ đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh và trao hơn 2.000 bộ test nhanh COVID-19 cho hơn 10.000 tổ liên gia tự quản trên địa bàn. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tỉnh hội và hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục rà soát, quản lý, phát triển hội viên, tình nguyện viên, chú trọng thành lập hội Chữ thập đỏ trong các trường học, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nội dung đa dạng phong phú về các hoạt động công tác hội như hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng, vận động nguồn lực duy trì và phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả, tiếp tục triển khai kế hoạch khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Giải ngân vốn đầu tư công được Vĩnh Phúc xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm chất lượng các công trình, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Từ đầu năm đến nay, ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 và giá cả nguyên vật liệu xăng dầu leo thang đã tác động không nhỏ đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân số vốn được giao trong năm 2022, huyện Vĩnh Tường đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai các giải pháp đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư, trong đó tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng với quan điểm vướng đến đâu, gỡ đến đấy. Từ đầu năm nay thì ban quản lý dự án đã chủ động phối hợp cùng với các xã thị trấn có dự án nằm trên địa bàn đã đẩy nhanh công tác bồi thường mặt bằng để giải phóng mặt bằng, đồng thời bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công để triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời chúng tôi tháo gỡ những cái điểm nghẽn trong công tác bồi thường mặt bằng liên quan đến vướng mắc, liên quan đến công tác thu hồi bồi thường tái định cư cho các hộ có diện tích đất thổ cư nằm trong dự án. Dự án trung tâm văn hóa thể thao là dự án trọng điểm của huyện Lập Thạch trong năm 2022. Dự án do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư với số vốn được giao trong năm 2022 là trên 85 tỷ đồng. Mặc dù ban đầu gặp nhiều khó khăn cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng, song nhờ linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động, nên đến nay công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành. Hiện huyện Lập Thạch đang chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án, quyết toán công trình. Nhà thầu nhận được bàn giao mặt bằng từ tháng 3 2022. Thì nhà thầu đã tập trung máy móc với nhân lực để triển khai các mũi để đảm bảo cái tiến độ gần nhất như nhanh nhất. Do là cái thời tiết mưa gió nó nhiều, mặc dù nhà thầu đã cố gắng khắc phục khó khăn để đảm bảo được cái khối lượng đảm bảo cái tiến độ đề ra. Toàn bộ dự án bao gồm kè đá, hàng rào, xây sân vận động và các trung tâm hội nghị và các bể bơi thì đến giờ này theo kế hoạch. Hiện nay chúng tôi cũng đang đôn đốc triển khai xong kè đá và san xong cái mặt bằng để tiến tới là triển khai tiếp các hạng mục phụ trợ để đẩy nhanh cái tiến độ theo kế hoạch giải ngân. Thì trong cái dự án hàng rào
dự án khu trung tâm nó đến giờ phút này chúng tôi cũng đã giải ngân được 48 tỷ đồng, đạt 50% theo kế hoạch. Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, Vĩnh Phúc đã giải ngân trên 2.380 tỷ đồng, đạt 34,3% so với kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn trung bình chung của cả nước. Tuy nhiên, so với kế hoạch tỉnh đề ra vẫn còn thấp. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp tỉnh đã đề ra về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trong đó, trọng tâm là tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng cường kiểm tra thực tế các dự án, công trình, nhất là công trình trọng điểm để nắm bắt tình hình, thực hiện của các chủ đầu tư, nhà thầu, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo đà cho giải ngân vốn đầu tư công bứt tốc ngay trong những tháng tiếp theo của năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, phân loại rác sinh hoạt tại nguồn là việc làm cần thiết, góp phần giảm thiểu lượng rác và chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Việc phân loại rác không chỉ giúp xử lý rác được dễ dàng hơn mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại một số xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, việc phân loại rác đã trở thành thói quen, hình ảnh đẹp của nhiều hộ gia đình. Rác thải vô cơ, hữu cơ được phân loại rõ ràng ngay từ chính nhiều hộ gia đình ở thôn Mỹ Đô, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên và được thực hiện suốt từ tháng 6 năm 2018 đến nay. Rác thải sau khi được các gia đình phân loại sẽ được Hợp tác xã Dịch vụ Vệ sinh Môi trường Tân Phong thu gom và xử lý theo đúng quy định. Để làm tốt cái công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện thì chúng tôi thấy được là có một số cái nhiệm vụ mà cần thiết nâng cao cái ý thức và cái trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Thì chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền đến toàn thể các cái cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện. Thứ hai nữa, để chỉ đạo thực hiện tốt cái công tác thu gom, vận chuyển cũng như xử lý rác thải trên địa bàn thì chúng tôi đã chỉ đạo các xã. Đến nay thì đã có 12 trên 13 xã thị trấn là có bố trí được các cái bãi tập kết rác thải. Trong đó thì có 5 xã thị trấn đã bố trí cái lò đốt rác thải. Đấy thì cơ bản đã xử lý được cái rác thải, lượng rác thải phát sinh trên địa bàn. Thực tế hiện nay, vấn đề phân loại rác thải tại các địa phương chưa được nhiều gia đình quan tâm đúng mức. Hầu hết mọi người đều quan niệm cái gì không dùng được thì vứt đi. Thế nhưng, với số lượng rác thải khổng lồ thu gom hàng ngày thì việc phân loại càng khó khăn hơn, gây quá tải cho các bãi rác. Cho nên, việc thu gom, phân loại rác ngay tại nguồn không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thu gom, xử lý dễ dàng, giảm sự quá tải ở những bãi rác tập trung mà còn nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Tận dụng được cái rác hữu cơ thì chuyển vào để làm phân vi sinh, còn cái rác mà vô cơ thì phải đưa vào để tiêu hủy bằng hình thức là có lò đốt. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, trung bình mỗi ngày có khoảng trên 900 tấn rác thải được xả ra môi trường, trong khi tỉnh và các huyện, thành phố chưa xây dựng được nhà máy xử lý rác thải tập trung với quy mô lớn và công tác xử lý rác thải tại các địa phương, nhất là khu vực nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, thì việc phân loại rác ngay từ mỗi gia đình là một việc làm cần thiết để bảo vệ môi trường.